Em ơi, con này bao tiền hả em ơi? Cho 50 củ hay là được đấy nhỉ? To quá. Vừa to vừa mấy tháng em? À, 5 tháng là nó to đây rồi. Chào các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Ngày hôm nay tiếp tục mình lại đưa các bạn đi khám phá trải nghiệm một cái chợ phiên rất là nổi tiếng ở Tây Bắc, đó là chợ chó nha mọi người. Đó, bây giờ mình đang đứng ở trên cầu các bạn này. Các bạn ơi, chỗ này là chó người ta đã mua xong rồi và người ta đang nhốt ở trong cái lồng rồi, tí người ta trở về. Đây là những con chó đã mua bán xong rồi các bạn nhé. Ở đây có nhiều loại chó lắm, như chó trắng, chó đen này, chó Bắc Hà là nổi tiếng nhất, dòng chó Mông Cọc ấy. Còn như này có hai con chó, mình quay sơ một chút cho các bạn xem này. Hai con chó này là người ta chỉ mua về làm thịt thôi, nó không phải là chó cảnh, chó đẹp các bạn ạ. Hai con này mỗi con hơn chục cân các bạn này. Đó. Thì bây giờ mình đi xuống cái này các bạn ạ, và đúng cái khu vực chợ chó luôn cho các bạn xem. Bây giờ tranh thủ phải quay sớm một tí cho người ta mua hết các bạn ạ. Đây chỗ này có hai con chó này của hai bà người Mông. Đó, chó này nó cũng rẻ thôi. Chào cô nhá, con này bao tiền hả cô? Con này á? Vâng. 300. 300, con kia là đắt hơn đấy nhở? Con này 400. À, con kia 400. À, con to này rẻ hơn à? Vâng, vâng, tí nữa cháu quay lại nhá. Con đấy thì là con trắng này là 300 này. Đó, bạn ạ. Cái này đẹp mà này. Vâng, đẹp, quá đẹp luôn. Còn con này thì là 400. Đâu lá đó. Vâng. Đó. Hai con chó. Bên này có một con ngan nữa các bạn này. Con ngan này là khá là già rồi. Ô, chân người à? Khu vực này là khu vực người ta bán mận các bạn này. Mận bây giờ đang là vào mùa, bán khá là nhiều mận các bạn nha, mận to luôn. Thôi bây giờ tiếp tục ra chỗ chó các bạn ạ. Chủ đề chính hôm nay là chó các bạn nhá. Thôi bây giờ tốt nhất là cứ đi vào những chỗ nào chó đẹp trước đang, mình quay luôn, không một tí nữa là họ bắt đi mất. Đây các bạn này, dòng chó đỏ Bắc Hà các bạn này. Chó đỏ Bắc Hà nó có hai loại, loại cọc đuôi và loại không cọc đuôi. Nhưng loại này nó lại có đuôi thì nó không phải là quá đắt, loại cọc đuôi này mới là loại đắt tiền cơ. Đó. Nhưng con này là 1.7 triệu các bạn này. Mỗi con 1.7 triệu hả anh? Mỗi con 1.7 triệu các bạn ạ. Chó đỏ Bắc Hà. Loại này thì mặt mũi chân tay lưỡi đều đỏ hết các bạn nhé. Đó, còn cái loại nữa là loại cọc đuôi cơ, cũng là loại đỏ nhưng mà nó cọc đuôi thì là mới là loại đắt, đắt nhất các bạn ạ. Đó, này là đắt thứ hai. Cái dòng chó đỏ Bắc Hà các bạn ạ. Đó. Cái này có hai con lên các bạn xem luôn này. Các bạn nào mà lấy con nào thì các bạn có thể alo trực tiếp cho mình nhá. Qua số điện thoại, qua Facebook, qua Zalo. Mình để sẵn trên màn hình rồi. Các bạn nào mà lấy con gì, lấy loại gì thì các bạn có thể alo trực tiếp cho mình nhá. Hoặc là nhắn tin. Số điện thoại thì mình để sẵn trên màn hình rồi. Dòng chó đỏ Bắc Hà quá là tuyệt vời luôn các bạn nhá. Chó đẹp. Con này tầm khoảng mấy tháng rồi anh? 2 tháng. À. Con này tầm khoảng 2 tháng. 2 tháng các bạn ạ, nó đã to bự như này rồi. Đó, đấy là một con chó đỏ. Bây giờ mình cứ tìm chó đỏ trước đang. Tí nữa mình sẽ đi tìm những cái loại chó khác sau. Bây giờ cứ chó đỏ mà diễn các bạn ạ. Đây, chỗ này một con đỏ nữa các bạn này. Đó. Con này thì là chó đỏ xù. Nó khác con kia là chó đỏ nó lông nó mịn hơn. Con này đó, đỏ xù này là có đuôi. Đó. Anh ơi, con này bao tiền hả anh? 4.5 triệu. 4.5 triệu một con này. À, con này nó to bạn ạ. Đó, con này nó có vẻ là nó hơi run run các bạn ạ. Đó, con này là con to bạn nhé. Con to thì nó giá như vậy là 4.5 triệu. Đó. Con này nó có vẻ là hơi nhát ấy. Chắc là nó lần đầu tiên nó ra chợ nên nó có vẻ là hơi nhát một chút. Nhìn mặt nó có vẻ là hơi sợ. Ở chợ chó này là rất là đông các bạn ạ. Hôm nay là quá là đông luôn. Cái tầm này mới đông các bạn này. Sớm quá thì không có người mà muộn quá thì cũng hết rồi. Hả? Sao em?
Và các bạn thấy chưa, khu vực này thì cực kỳ là đông luôn. Chỗ này là vừa bán chó này, vừa bán lợn này, bán ngan, bán gà này. Nắng gió vùng cao. Nắng gió vùng cao. Nắng gió vùng cao. Đây, 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 quay một tí lên sóng này. Quay một tí lên sóng. Bỏ khẩu trang ra. Ở đây để khách gió vùng cao à? Ờ, nắng gió vùng cao. Ở đây khách du lịch đến đây đi chơi khá là nhiều. Ừ, chào em nhá. Vừa nãy có một bạn hỏi là kênh gì. Đó, đây các bạn thấy là cái khu vực này là bán chó này. Khu vực này là khu vực chợ chó, các bạn thấy không? Rất là đông luôn, cực kỳ là đông. Bán chó này, xong là khu mạng dưới này là bán lợn các bạn nhá. Đó, lợn ở khu dưới này. Xa xa kia, chó, lợn. Rồi là gà, ngan gà vịt. Nói chung là chợ gia súc các bạn ạ. Còn chợ trâu thì nó tít tới xa kia. Nhưng mà bây giờ người ta không bán nữa rồi. Người ta bán ở hôm thứ bảy cơ. Đó, bọn ấy đang quay con này thì mình phải lướt các bạn ạ. Con này là khá là đẹp, lông xù này, tuyệt vời luôn các bạn nhá. Đó, con này là 4,5 triệu. Bạn nào mà lấy thì các bạn có thể alo cho mình qua số điện thoại, qua Facebook, qua Zalo. Mình đã sẵn trên màn hình rồi. Đó, một con chó đỏ các bạn ạ. Nói chung là cái dòng này là dòng hiếm. Mình tranh thủ ưu tiên là quay cái loại này trước. Không phải tí nữa là người ta bắt mất là không còn gì để quay các bạn ạ. Sau đó tí nữa mình sẽ quay những loại chó bình thường sau. Sống không em gì đó. Bán được bao tiền chưa? 900. 600 bán không? Hả? 600 bán không? Như con này nó bảo là 900 con này. Đó, dòng chó thịt và có anh kia giả 600 thôi. Nhưng mà họ không bán các bạn nhá. Tiếp tục mình di chuyển dưới này xem tìm chó đỏ có không các bạn ạ. Dưới này là hết chó đỏ rồi, bây giờ mình quay lên tìm chó đỏ trước đã. Xong là xuống chỗ chợ lợn sau các bạn ạ. Chợ lợn thì là quay sau nhé, ưu tiên chó trước. Đây, chỗ này là chỗ chuyên về chó các bạn này. Chỗ này chỗ chuyên về chó sủa Bắc Hà các bạn này. Đấy, các bạn phải ra chỗ này để xem. Đó, chỗ này là có một lồng các bạn ạ. Hai con chó sù và có hai con đen, một con trắng nữa. Đó, cái chỗ này người ta bán từng lồng một ở đây các bạn này. Đó. Đó, trước kia có một bạn đang mua chó và đang bế một con chó đỏ. Đó. Con đấy là bao nhiêu tiền nhỉ? À, em ơi, con đấy bao tiền hả em ơi? À, 8 triệu con đấy. Wow, đắt hết nhỉ? Con này là 8 triệu quận nhá. Một con chó đỏ Bắc Hà. Còn bên dưới này là có mấy con này chắc là rẻ hơn quận này. Đó. Con dưới này thì nó rẻ hơn. Nói chung là cái giống chó này nó đắt lắm. Mình không hỏi từng loại một đâu các bạn ạ. Mình quay cho bạn xem thôi. Các bạn nào mà thích thì có thể liên hệ trực tiếp với mình. Bắt con nào thì bạn có thể liên hệ trực tiếp với mình nhé. Nói chung là những cái dòng này thì nó đắt. Nó không giống những dòng chó bình thường. Có lại là cứ phải tiền triệu các bạn ạ. Chứ không phải tiền trăm đâu. Vài triệu trở lên. Nói thế này nhưng mà bạn quay quay khác đây là nó khó lắm. Và chỗ này có một con nữa các bạn này. Lâu ngày cắm cặp bà tiên. Chỗ này có một con chó sù cực kỳ là to luôn các bạn này. Quá là to các bạn. Em ơi, con này bao tiền hả em ơi? Con này là 100 triệu. 50 củ. Hay là được đấy nhỉ? To quá. Vừa to vừa mấy tháng em? À, 5 tháng là nó to đây rồi. Nó lớn hết cỡ tầm khoảng bao nhiêu cân? À, lớn hết cỡ tầm khoảng 29-30 cân. Wow, con này to nha. À, chăm tốt thì là 30 cân, còn bình thường của nó tầm khoảng 27-28 cân. Wow, con này quá là to các bạn ạ. Con này người ta bán 50 triệu các bạn nhá. Con đấy trong lồng đen bán hết rồi. Đó.
một con chó sù Bắc Hà mới có 5 tháng tuổi nhưng mà nó to như này các bạn ạ. Đây là các loại giống to nhá, không phải giống nhỏ các bạn ạ. Giống to nên là có giá như vậy, quá là to luôn. Đó, dòng chó đỏ. Con này nó lông nó xù, gọi là chó xù Bắc Hà. Còn đấy, gọi là chó xù Bắc Hà. Đó, 8 củ con này các bạn nhá, 8 triệu con này. Lông nó xù lên gọi là chó xù Bắc Hà. Còn những con mông cọc thì nó lông nó sẽ mượt hơn và nó không có đuôi, gọi là chó mông cọc. Đó, đây là một phiên chợ đặc biệt nhất Tây Bắc các bạn ạ, với đủ rất nhiều các thể loại chó và đắt nhất là dòng chó đỏ, chó xù Bắc Hà. Nghe thấy chưa? Con này thì bao tiền hả em? Con này là 6 triệu. À, con này 6 triệu. Rồi, trắng là 6 triệu. Nó cũng thuộc dòng chó xù Bắc Hà đấy à? Vâng ạ. Nhưng mà nó là màu trắng đúng không? Bố là F0. À, à, nó là con lai tạo nên là nó có màu trắng như vậy. À, hàng tuần chủng. Tiêm phòng đủ 2 mũi về các bác mua chỉ việc nuôi thôi. Đã tiêm phòng đủ 2 mũi rồi và bây giờ chỉ việc nuôi thôi. Đó. Thế là con bố nó cũng màu trắng hả em? Con mẹ cũng màu trắng à? Bố đỏ mẹ đỏ. Bố đỏ mẹ đỏ. Ờ, thế là ra màu trắng luôn. À, tùy theo tính đời đời ông bà thôi. À, nhiều khi nó kiểu là biến đổi ấy nhỉ, gen trội gen nặn đấy. Bố đỏ mẹ đỏ thì nó nhiều khi nó vẫn trội ra cái loại gen màu trắng các bạn nhé. À, đúng rồi, nó theo kiểu gen chân nặn tùy từng đời ấy. Rồi, cảm ơn em nhá, chúc em mà đắt hàng nhá. Đó, và tiếp tục sang bên này các bạn này, sang bên này thì có một con nữa. Như con này thì người ta đã bảo là 8 triệu các bạn này. Đó, thì con này chắc chắn sẽ đắt hơn các bạn này. Đó. Con này thì là dòng chó đỏ Bắc Hà. Đó, dòng chó xù Bắc Hà. Đây cũng là con này cũng là dòng chó xù. Đó. Con này cũng là dòng chó xù các bạn này. Nói chung là dòng chó xù Bắc Hà với cả chó đỏ Bắc Hà là hai dòng chó nó đắt nhất ở trên Bắc Hà này các bạn nhé. Và đắt nhất Tây Bắc luôn. Đầu nhất là cái con này 5 tháng mà nó to nữa mà. To như này rồi. Nó chân tay bằng mũi con nó các bạn này. Con này màu nó lại. Con này là màu nâu đỏ, bây giờ nó thay ra con thành nó. Con này bao tiền đấy? Con này là 50 triệu. Ủa, 50 triệu con chó này. Vâng ạ. Các bạn có thể thấy là chân tay mặt mũi của nó này. Quá là tuyệt vời các bạn ạ. 50 triệu con này nhá. Đó. Một con chó đỏ. Một con chó xù Bắc Hà. Đó. Nếu mà nó to hết cỡ thì nó tầm khoảng là 29-50 cân nếu mà chăm tốt, còn chăm bình thường thì nó tầm khoảng là 26-27 cân thôi. Đó. Rồi con này quay như thế là quá là nhiều các bạn ạ. Bây giờ đi chỗ khác thôi. Đó, bây giờ mình sang bên này các bạn ạ, bên này cũng có mấy con chó nữa. Đó, cũng là chó xù Bắc Hà nhưng không phải là chó mông cọc. Hôm nay tìm chó mông cọc thì nó hơi hiếm. Đó, chó đỏ, chó xù Bắc Hà. Đó, những con này cũng vài triệu một con nữa các bạn ạ. Rất là nhiều các bạn nhá. Chó Bắc Hà thì tuyệt vời rồi. À, con này cũng cọc đuôi các bạn này. Đó. Con này là chó mông cọc đuôi. Chào em nhé, em ơi con này bao tiền hả em? 3 triệu. 3 triệu à? Rồi, cảm ơn em nhá. Con này là 3 triệu các bạn này. Đó. Mông cọc đuôi. Chó mông cọc các bạn ạ. Đó. Nói chung là dòng đắt nhất là chó mông cọc và chó xù ở trên Bắc Hà này. Sao bên này cũng có một đôi nữa đang ở trong lồng này. Không biết là người ta bán chưa thì chưa biết được. Đó. Đôi này đôi chó xù. Đó, không phải chó mông cọc. Và chỗ này một con chó đặc biệt ở đây nhất đó là một con chó trắng xù các bạn này. Đó, con này thì giống như con chó sói ở bên Bắc Cực. Đó. Con này thì nào quá là nhiều lông luôn, chó xù các bạn ạ, trông như con sư tử. Anh ơi, con này có đắt tiền không anh?
con đấy rẻ đó, dòng chó ngoại. Chó ngoại à? Con này bao tiền anh? Không biết được chủ bán bao nhiêu. À. Đây là không phải dòng chó bản địa. Vâng, dòng chó lai đấy nhỉ, chó ngoại. Chó này chó săn moi ấy. Vâng, chó săn moi à? Đó, dòng chó này chó săn moi các bạn ạ. Đó, trông như con sư tử luôn. Toàn lông ná rồi. Đó, không phải chó bản địa các bạn ạ, nên là nó cũng rẻ thôi, nên là mình cũng không hỏi giá nữa. Ngoài trắng toàn lông lá các bạn ạ. Đó, rất nhiều khách đến đây, người ta bắt chó này, người ta chụp quay phim chụp ảnh. Tiếp tục di chuyển sang bên này thì là mình đi xuống một vòng quanh này. Đây là những con chó, còn là chó rẻ rẻ các bạn ạ, nó không phải là chó đắt đâu. Đó. Ngoài chó đắt ra thì có những chó rẻ tầm vài trăm này. Đó, các bạn thích bắt tại nào thì các bạn bắt đến đây. Những dòng chó này là những dòng chó cọc hết bạn ạ. Đó. Dòng chó cọc hết rồi, mà này rẻ thôi. Con này có một con sù các bạn này, đó con này con sù. Chó đen sù thôi, không phải là chó đỏ rồi, sù. Như con này là, con này bao tiền hả chị ơi? Con này này, 7 rưỡi à? Như con này là 1,5 triệu bạn nhé, nó cũng rẻ thôi, không phải là đắt như mấy con chó trước. Đó. Nó có nhiều thể loại lắm các bạn ạ. Thôi bây giờ mình đi xuống dưới này các bạn nhé. Dưới này là cũng có một loạt chó các bạn này. Đó, rất nhiều luôn, người ta bày bán ở đây. Đợt này là người ta đang quy hoạch lại nên là chó sẽ bán dọc xuống dưới này là không bán trên ngã ba nhiều nữa. Nhưng lần trước là người ta bán rất nhiều trên ngã ba và đi lại cực kỳ là khó khăn. Không có lối mà đi cơ. Bây giờ người ta cho xuống dưới này này. Cách đây một đoạn nữa thì là để cho khách tham quan du lịch đến đây đi chơi đi lại nó dễ hơn. Đó, như chỗ này có một con chó màu vàng vàng các bạn ạ. Con này của anh hả anh? Em chào anh nhá. Con này của anh bao tiền hả anh? À, dưới con này. Đó. Nó đang nó có vẻ hơi nhát nhát đấy nhỉ? Ra ngoài này đông người quá đúng không? Đông người đông chó quá đây là nó chưa quen với môi trường ở đây. Đó. Nhìn rất là đẹp luôn các bạn ạ, hiền lành đẹp đẽ luôn. Một con chó 2 triệu các bạn ạ, chó sù vàng, chó sù Bắc Hà các bạn nhé. Đó, nhét một chút. Bây giờ mình tiếp tục di chuyển dưới này các bạn ạ. Dưới này là khu vực bán lợn, mà đi qua xuống dưới này một chút các bạn nhé. Ở đây thì là người ta bán chủ yếu là lợn đen là nhiều thôi. Và người ta bán luôn cái giỏ các bạn này. Cái giỏ này cho khách, người ta ai mua lợn ấy thì là không có cái giỏ đựng về thì người ta bán luôn cái giỏ này cho khách, người ta cho lợn vào đây này xong là mang về. Đó. Người bán giỏ riêng. Bán giỏ riêng, còn bán lợn riêng các bạn ạ. Như cái giỏ này tầm khoảng 100.000 các bạn nhá. Đó, trên 100.000. Đó, cái này đàn rất là khó luôn. À, đang bỏ lợn ra đây à chú? Đang cho họ xem đấy à? Đang cho họ xem đấy à? Vâng. Đang bỏ ra cho họ xem. Wow, to thế. Con lợn đen các bạn này. Đó, lợn đen. Ở đây thì là rất nhiều lợn luôn các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ tìm những con lợn nó đặc biệt cho các bạn xem nhé. Đây là những con lợn này, là lợn đen này khá là già các bạn này. Con này thì là người ta thả nhông nhiều ấy, ở nhà thả nhông nhiều nên là nó rất nhiều bùn đất này, nó bẩn này. Giống lợn đây thì người ta toàn thả nhông tự do các bạn ạ, cho nó ăn tự do thôi, nó tự kiếm ăn, không phải là lợn nhốt chuồng ăn cắn sang trọng đâu. Đó. Nên là nhìn con lợn các bạn biết là nó như thế này, nó kiếm ăn không được nhiều nên là người nó cũng không phải là quá là béo, nó người gầy thôi, và loại này thì cực kỳ là thơm ngon.
thì rất là lạc các bạn ạ, quá tuyệt vời luôn. Đó, như chỗ này là các anh đã mua được này, đó, mua cho xe mang về. Khu vực bán chó bán lợn các bạn nhé. Đó, bên này cũng thế này. Bên này cũng thế, rất nhiều lợn luôn, đang để sẵn rồi. Ở trên này đa số là người ta bán lợn đen là nhiều. Lợn đen là chủ đạo thôi, bởi vì giống lợn này rất là thơm ngon. Ngoài ra người ta bán một giống lợn nữa là lợn đông nưa các bạn này. Đó. Đó, hay còn gọi là giống lợn rừng ấy. Lợn đông nưa các bạn này, lông của nó bạc bạc các bạn nhé. Lợn này cũng thơm ngang ngửa với giống lợn đen. Đó các bạn ạ. Thơm ngon ngang ngửa với lợn đen. Lông nó bạc bạc. Ổn quá các bạn ạ, bây giờ mình đi chỗ khác các bạn nhé. Lợn kêu to quá. Đó. Rất nhiều lợn bán ở đây. Nói chung đợt này là người ta bán nó quy củ hơn, quy hạch hơn, nên là đi lại nó rất là dễ. Nó không như những cái chỗ khác. Chỗ khác thì người ta bán không giống như lần trước. Lần trước thì là người ta xếp đầy ở ngoài đường này và đi lại cực kỳ là khó khăn. Nhưng hôm nay mình thấy là rất là quy củ, rất là gọn gàng. Đó, những anh này mua được 3 con, nó đang trò cái sọt và đang trở về. Cái này các bạn lấy về nuôi để giờ ăn Tết mổ ăn rất là ngon. Đấy là người Kinh thường hay mua như vậy. Bà con ở trên này người ta mua về người ta thả nhông, đó đến Tết người ta mổ hoặc là người ta bán các bạn nhé. Đó. Và bây giờ mình di chuyển đến trên này các bạn ạ. Vậy là từ đấy giờ là mình đã đưa bạn đi khám phá chợ chó, chợ lợn ở Bắc Hà Lào Cai các bạn ạ. Một cái phiên chợ rất là đặc biệt của huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai. Ở đây thì có rất nhiều loại chó và có một số loại lợn nữa, cực kỳ là thơm ngon ở trên Tây Bắc mình. Chó thì các bạn biết rồi đấy, có rất nhiều loại và có nhiều loại giá khác nhau. Và các bạn xem video các bạn cũng thấy được rồi là chó Bắc Hà cực kỳ là đẹp luôn. Và video của mình cũng xin phép được kết thúc tại đây. Chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Trước khi các bạn rời đi thì các bạn cho mình xin một like và đăng ký kênh để đón xem các video tiếp theo nhé. Thôi chào các bạn, bye bye.